giờ chỉ cần chờ gió nó thôi là chuẩn bị lên con diều này. Wow, chúng ta con diều bay lên các bạn. Quần của mình đang hạ rất điêu liền ở phía xa. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em tụi mình nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em tụi mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình thả diều trong một cái buổi trời chiều rất là nhiều người thả diều. Đại khái là hôm nay mình có gái nữa nha các bạn. Đây các bạn thấy gái nhà mình đây các bạn. Bây giờ mấy anh em tụi mình sẽ bắt đầu cô mình sẽ bắt đầu reset và con diều này để cho tiếp tục cho nó ngon lành. Rồi bắt đầu mấy anh em mình sẽ bắt đầu thả diều. Hôm nay gió khá ít cho nên là không có thể tham gia một cuộc chiến. Hiện tại mình có đây hai con diều này các bạn. Đâu rồi? Đây, diều hồ lô này các bạn. Đó, để có thể chơi đứt con diều người ta. Tuy nhiên thì hôm nay mình thấy khá gió khá ít cho nên là chắc phải tạm gác lại để qua cái cuộc thả diều lần hôm sau. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng mấy anh em mình bắt đầu buổi thả diều của buổi chiều ngày hôm nay. Thôn nữ miền Tây đấy các bạn. Đó, trong lúc cô mình đang set up con diều, mình sẽ giới thiệu với các bạn một con diều sáo khá cùi mía. Đây các bạn nhìn thấy nè, đây trên bầu trời có một con diều sáo này các bạn. Đây mình sẽ phóng to lên cho các bạn cùng xem nè. Đó, đây là con diều sáo này các bạn. Đó, các bạn thấy không? À, rất đầm luôn nha, nhưng mà mình không nghe được tiếng sáo dưới đây nha các bạn. Đó, mặc dù nó là diều sáo nhưng mà nó không nghe được tiếng sáo. Đây, mình đã tiếp đất. Rồi, cô mình đã bắt đầu chuẩn bị xong con diều. Thì mình thì bây giờ đang chuẩn bị ăn kem đằng kia các bạn. Mua kem đằng kia các bạn. Đúng là không thể nào bỏ được tàn vật. Rồi bây giờ chuẩn bị sau khi xong thì mấy anh em mình sẽ bắt đầu lên diều này. Hôm nay quan cảnh thả diều buổi chiều nay thì rất đông. Như bạn cũng đã thấy, đây. Rất là đông luôn nha. Đó. Ít hơn mới hở nhưng mà rất đông. Đó, rất là nhiều người thả diều. Ô, diều bể màu nè các bạn. Rất độc lạ luôn á. Đó, diều bể màu này các bạn ơi. Hy lạ luôn á nha. Lạ. Rồi cầm nè. Rồi. Ai cầm, nó cầm luôn cái gì? Lâu cầm luôn hả? À biết, hay cầm hay. Đây lâu cầm chưa? Rồi, như cũ nha bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu qua đây cầm nha. Đi thẳng luôn. Rồi, mình sẽ bắt đầu di chuyển. Trong quá trình mình di chuyển thì không ngại đập phân bò. Để rất nguy hiểm, có thể gặp đập phải phân bò các bạn. À, trước khi mình thả, bắt đầu mình sẽ lụm cái kem trước các bạn. Ăn bài mấy chục ngàn. Ăn cái này đi. Ăn bài mấy chục ngàn. Cho nên là bao nhiêu tụi mình à. Bây giờ mình đã tới được cái điểm hẹn rồi các bạn. Và giờ chờ mình cô mình ra hiệu lệnh là bắt đầu anh em mình đưa diều lên. Trên tay mình vẫn còn cây kem này các bạn. Các bạn thấy không? Cây kem này với giá là chỉ có vài ngàn đồng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chờ gió nha các bạn. Để trong thời gian chờ bắt đầu mình ăn cây kem đây. Ngon quá các bạn ơi. Nè, rất là hấp dẫn luôn nha. Ngon quá. Chờ cô mình nè các bạn. Hả? Né qua, né qua. Mình sẽ bắt đầu nhanh né qua nha các bạn. Có gió rồi á. Bây giờ mình đang bay lên các bạn ơi. Hy vọng là lên luôn nha các bạn. Cô mình, cô mình nhảy nhảy nhót ở phía dưới kìa. Ô, nhìn các bạn nhìn thấy nè, cô mình đang nhảy nhảy múa múa ở dưới. Đây rất là điêu liền. Đây, đang nhảy múa ở dưới nè. Các bạn thấy không? Đó, rồi con diều mình thì nằm ở trên nè. Đây. Đó. Mình đi ăn cái kem nha các bạn. Hy vọng là sẽ lên nha các bạn. Không phụ lòng là mình. Chết mẹ rồi rớt các bạn ơi. Buồn quá. Chắc phải nhờ thì mình đổi tay mới có thể lên được diều này các bạn. Hi hi, cầm giùm hi. Con ơi, con ơi. Con ơi, giật giật chú con ơi. Ừ, mừng nha. Hi ơi, cầm giùm hi. Cầm gì? Diều. Rất là, nói chung là hôm nay thả diều rất vất vả.
Đang đen. Gì mấy màu vậy? Toàn là nít hả các bạn, cho nên là rất là nguy hiểm nha. Toàn là nít hả không à? Mé mé qua đây Dương Quang ơi. Dương gì? Giờ chỉ cần chờ gió nó thôi là chuẩn bị lên con diều này. Wow, diều đang bay lên các bạn. Wow, của mình đang hạ rất điêu liền ở phía xa. Vâng, diều mình cũng không ngừng bay lên. Rõ như là cái game rất ngon. Vâng, diều mình bay rất cao. Lớn mới dưới lên nhà là bỏ luôn diều nha các bạn. Đâu kéo cũng được, đứt. Wow, ra lộ các bạn ơi. Gió hôm nay làm như nó bị nghịch hướng các bạn. Lát mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem, cho các bạn xem con diều giấy bay rất đầm luôn á. Rồi. Hả? Có gì giấy không? Không biết nữa. Ê, nguy hiểm. Không biết có dưới ốc nhà hay không. Cô mình đang cố gắng rất nỗ lực. Nó có thấy không? Lớn nổi các bạn, đang có gió đó mà lớn nổi các bạn. Đây, cô mình đang có nỗ lực ở phía xa nè. Các bạn thấy nè. Đó, cô mình nè các bạn. Đâu bắt mẹ rồi, đây nè. Đó, đang rất nỗ lực. Mà nó cứ dướng đuôi. Hơi buồn các bạn. Tại vì không phải, tại vì thả trễ quá. Rồi, mình thấy không ổn các bạn ơi. Đi ra. Phải nói là hôm nay hãy giữ rất vất vả. Rất vất vả luôn các bạn. Cô mình không ngừng nỗ lực để kéo dây. Đây, cô mình không ngừng nỗ lực để thể kéo được cái vòng dây. Nhưng mà con diều mình vẫn không thể lên cao được. À, thấy không? Mình bắt đầu di chuyển xuống cô mình nha. Đó các bạn ơi, đây nè. Đó, con diều của mình nè các bạn. Mình sẽ theo nó luôn. Không có gió luôn rồi. Rồi xong. Rồi như vậy là nó bị rơi các bạn. Ê. Dướng rồi các bạn ơi. Rất nguy hiểm luôn. Dây này cực bén luôn á. Dướng cái đứt dây liền. Mất luôn diều. Rồi, hôm nay chắc phải review tiếp tục cho các bạn cùng xem rồi. Thả nhiều đó là hết sức rồi á. Không hiểu. Cô mình đang rất nóng. Rất tức, mặc dù gió rất nhiều, dây gối luôn các bạn. Thôi, tình hình này chắc không xong các bạn. Gói đâu ra, giật gãy tay. Vì mình đó. Đó kìa, trời trời. Hết gió rồi. Còn nhóc kìa. Các bạn thấy là để không phụ lòng chị Ngoan mình thì vẫn đang chạy rất là nhiệt huyết. Các bạn thấy không, chạy tới con bò luôn, lớn mới bị bò đá như chơi nha các bạn. Đó. Thì mình hơi ở không xíu. Đây, thì mình nè các bạn. Rồi cô mình sẽ đào thả nhiều lên. Không biết như thế nào đây, các bạn thấy là đó, phong cảnh rất đẹp luôn. Đấy con diều mình nè. Rồi dướng rồi mẹ rồi. Rất nguy hiểm. Đấy con diều nè, con diều nè. Lấy chiếc xe kìa, mày chạy. Chạy dướng. Đó. Không nổi rồi. Hết gió rồi. Mình vẫn đang tiếp tục chờ đợi coi coi nó có thể lên được hay không. Và mình thấy là đây trong chiều hướng đi lên các bạn.
nhưng mà mình thấy là nó không biết nó có lên cố định được trên không hay không nè. Đó là cả vấn đề. Mình vẫn tiếp tục theo dõi các bạn. Bên cạnh đó các bạn này, nhìn thấy đây con diều sáo này các bạn. Đó. Đây. Đó các bạn thấy không? Rất là đầm luôn, dây thẳng băng luôn các bạn. Còn diều mình nè. Nó hơi chơi chọi, hơi chơi chọi. Ý, mình mới vừa nói nó cấy các bạn, ôi nguy hiểm quá. Diều sáo hơi bị cùi luôn á. Ồ. Nó bay quá trời bay luôn. Ôi trời trời trời, nó biểu diễn kinh công cái gì á các bạn ơi. Lên ơi, lên ơi. Hay quá bạn ơi. Ôi mấy diều diều sáo vậy thẳng đứng. Ôi có gió kìa, có gió kìa. Hay rồi, hay rồi. Người ta đang cuốn diều sáo các bạn. Dây thẳng đứng luôn. Đây, đây là con diều mình. Bên đây là con diều này là cũng khá đẹp. Diều giấy nha các bạn. Đó, diều giấy á. Còn diều này diều mình nè. Ồ. Rồi diều sáo rơi rồi. Yeah. Diều sáo sao không có sáo gì thôi hả? Biết làm đâu. Này giờ chắc làm nhiều hơn rồi đó. Thả được hơn rồi chứ men. Thả được là hay rồi đó. Đây, buổi hái diều chiều nay này các bạn. Miền Nam bắt trước miền Bắc. Rồi, mời tất cả các bạn cùng chiêm ngưỡng buổi hái diều toàn cảnh chiều nay nha. À quên, mình sẽ giới thiệu với các bạn một con diều mới nữa nè. Đây là diều gì ta? Đó. Đây nè. Đó. Diều phụng. Phải không? Nhìn đẹp quá. Khá đặc lạ nha. Rồi, mời tất cả các bạn cùng chiêm ngưỡng buổi hái diều chiều nay nha. Chết mẹ rồi, nó dướng dây các bạn ơi. Rồi không sao, không sao. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu kết thúc tại clip tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Chào các bạn.